bắt mũi này thì các bạn sẽ phải tính toán là chừa số len làm sao cho đủ đến khi chúng ta bắt được đến mũi cuối cùng. Thì cách đơn giản nhất là mình sẽ chừa một đoạn thế này. Sau đấy chúng ta tạo nút thắt đầu tiên. Các bạn cho cái nút thắt này vào que đan và sợi dây đan ngắn thì chúng ta để ở phía dưới, còn sợi len chính thì chúng ta để ở phía trên. Các bạn luồn tay vào như thế này và chúng ta sẽ luồn kim như sau. Và chúng ta đã bắt được một mũi. Tiếp tục các bạn lặp lại như thế cho đến khi có 10 mũi ở trên que đan. Khi có đủ 10 mũi rồi thì các bạn rút ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn rút ra. Đây là một đoạn như thế này chúng ta sẽ bắt được 10 mũi. Và các bạn bây giờ các bạn sẽ nhân lên. Đây là 10 này, 20 này, 30. Đấy, các bạn cứ tiếp tục nhân như thế cho đến khi đạt được đủ số mũi mà chúng ta yêu cầu. Ví dụ như bắt 20 mũi thì chúng ta sẽ để chừa một đoạn như thế này là 20 mũi, như thế này là chúng ta sẽ bắt được 20 mũi. Và các bạn cứ nhân lên như thế để chúng ta tính xem là chừa bao nhiêu len thì cho đủ.